Chào các bạn, hôm nay mình có chuyến bay lúc 12 giờ trưa, bay từ phi trường Los Angeles để đi về Việt Nam. Hôm nay nhờ cháu Duy chở chúng tôi ra phi trường. Mặc dù chuyến bay lúc 12 giờ trưa nhưng mà 9 giờ rưỡi sáng đã có mặt ở phi trường để chuẩn bị vào check-in và lấy vé. Hôm nay mình đi hãng máy bay Asiana Airlines của Hàn Quốc. Mỗi hành khách được check in hai cái vali lớn, mỗi vali khoảng 50 pound, tức là khoảng 23 kg. Đây mình có ba cái vali lớn cho hai người hành khách. Các quý vị cao niên lớn tuổi cần wheelchair hoặc là cần thức ăn chay ở trên máy bay thì nên nói với cái người check in lúc này để họ request wheelchair và cũng như đặt phần ăn chay cho mình. Sau khi làm xong thủ tục check in hành lý và lấy vé thì bạn đi thẳng vào khu vực khám xét người cũng như hành lý cá nhân. Để đi qua khu vực này các bạn phải cởi giày ra, cởi dây thắt lưng, cởi đồng hồ dây chuyền, bóp cũng như giấy tờ trong túi ra. Nếu có mang laptop thì cũng phải mang ra khỏi bao và bỏ lên cái khay nhựa. Các bạn không nên mang các loại sữa em bé, sữa bột cũng như sữa ensure bột hoặc là thuốc bổ qua đây vì sẽ bị lôi ra riêng và tra hỏi, rất là lôi thôi mất thời giờ. Phi trường quốc tế Los Angeles là một trong những phi trường bận rộn nhất ở miền Tây của nước Mỹ, vì đây có những chuyến bay đi qua các nước châu Á như là China, Hồng Kông, Taiwan, Korea, Japan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, v.v. Một cửa tiệm bán bánh kẹo và quà lưu niệm, rất là đông khách hàng châu Á vào mua, vì hôm nay mua 3 hộp được tặng 1 hộp. Thank you.
Máy bay của chúng ta hôm nay là chiếc Airbus A380 của hãng hàng không Asian Airlines. Đã bay từ LAX qua Incheon, quá cảng ở Incheon khoảng 1 tiếng rưỡi. Sau đó sẽ bay từ Incheon về Sài Gòn. Còn gần 1 tiếng nữa mới đến giờ máy bay cất cánh, nhưng mà hành khách đã bắt đầu xếp hàng thứ tự để chờ lên máy bay. Chiếc máy bay Airbus A380 có thể chở được 868 hành khách. Ở cái tầng main deck á, là cái tầng dưới có thể chở được 538 người, và cái tầng bên trên có thể chở được 330 người. Mỗi hành khách có một cái gối, một cái chăn nhỏ, đôi dép để mang trên máy bay, đồ tai nghe để nghe nhạc và xem phim, và cái bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Máy bay của chúng ta đang chuẩn bị tăng tốc để cất cánh.
Sau khi máy bay cất cánh được khoảng 1 tiếng thì các tiếp viên hàng không bắt đầu chuẩn bị phục vụ nước uống và phần ăn trưa cho hành khách trên máy bay. Hôm nay mình chọn món cơm trộn của người Hàn Quốc, món bibimbap, gồm các món như là giá, cà rốt, một ít thịt, một ít kim chi, dưa leo, nấm. Bỏ cơm trắng vào xong rồi xé một bịch dầu mè đen rưới lên, sau đó bỏ một bịch sauce của cơm trộn này rồi trộn đều lên. Món cơm trộn này ăn chung với củ cải, muối, trứng và một ít súp rong biển. Phòng vệ sinh ở trên máy bay cũng rộng rãi và sạch sẽ. Các bạn có thể chọn nhiệt độ của nước bằng cách bấm xanh là lạnh, đỏ là nóng, xà bông ở bên hông. Nước thì tự động đưa tay vào thì nó mở. Quý vị đi vệ sinh cần ngồi thì nên dùng ghế lót trên bàn ngồi để ngồi cho sạch sẽ. Khi đi vệ sinh xong thì bấm cái nút xả để xả nước ra. Để mở cửa phòng vệ sinh, bạn gạt cái cần ở bên tay phải và đẩy cái cần tay xuống rồi mở ra. Máy bay đang ở độ cao 32.000 feet với tốc độ là 553 mai một giờ. Nhiệt độ bên ngoài máy bay bây giờ là âm 49 độ F. Mình còn khoảng 5.498 mile nữa thì mới tới Incheon, tức là còn khoảng 10 tiếng 26 phút nữa mới tới. Thời gian tổng cộng đi từ phi trường LAX để tới Incheon là 13 tiếng 25 phút. Ăn cơm trưa xong, các bạn có thể ngủ một giấc. Rồi khi thức dậy thì xem 1-2-3 cuốn phim thì giờ sẽ đi qua rất là nhanh. Còn khoảng 4 tiếng nữa thì tới Incheon. Các tiếp viên hàng không phục vụ một bữa ăn tối cho các hành khách ở trên máy bay.
Máy bay của chúng ta đang bay qua không phận của Nhật Bản, bay qua thành phố Kobe. Ở trên máy bay bây giờ họ cũng đang chỉ cho các hành khách cách tập thể dục, ngồi ghế tại chỗ mà tập những động tác để không bị mỏi cổ, mỏi tay, mỏi chân. Máy bay đang giảm độ cao để chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường quốc tế Incheon. Ladies and gentlemen, welcome to Seoul Incheon International Airport. Please remain seated until the seatbelt sign is off. When opening the overhead bins, be careful of bags that may fall out. Thank you for flying Asiana Airlines, a member of Star Alliance. We hope to see you again soon. Trước khi đi xuống máy bay, các bạn nhớ cầm theo các hành lý xách tay. Khi ra khỏi máy bay, các bạn đi theo mọi người và đi theo cái bảng hướng dẫn có ghi chữ transfer, tức là chuyển tiếp. Các bạn cứ đi theo cái bảng hướng dẫn transfer có mũi tên chỉ.
bạn chịu khó để ý cái chữ transfer màu xanh vào tay trái và tiếp tục đi đến khu khám xét người và hành lý cá nhân một lần nữa trước khi đi ra phòng chờ. Sau khi làm xong thủ tục khám xét người và hành lý cá nhân thì các bạn đi ra cổng chờ. Các hành lý mà các bạn check in ở phi trường Los Angeles sẽ tự động được chuyển lên máy bay để đi thẳng về Sài Gòn. Phi trường quốc tế Incheon là một trong những phi trường bận rộn lớn nhất nhì ở châu Á. Ở trong khu vực chờ đợi có cả một khu shopping rộng lớn để các bạn đi mua sắm thoải mái. Hôm nay mình chỉ có quá cảnh độ hơn một tiếng nên không có đủ thời giờ để đi mua sắm. Bây giờ chị đi thẳng tới cái cổng chờ và tiếp tục hành trình để đi về Sài Gòn. Bây giờ đã đến giờ lên máy bay để tiếp tục hành trình bay từ Incheon về phi trường Tân Sơn Nhất.
Máy bay hôm nay là chiếc Boeing 777-200. Chuyến bay hôm nay rất là đông hành khách, đa số là người Hàn Quốc, khoảng hơn 60% là người Hàn Quốc, còn lại là người Việt Nam. Thời gian bay từ Incheon về Tân Sơn Nhất là mất khoảng 5 tiếng 20 phút. Các tiếp viên hàng không cũng phục vụ nước uống và phần ăn tối cho các hành khách ở trên máy bay. Sau hơn 5 giờ bay thì máy bay của chúng ta đã bay vào không phận Việt Nam và chuẩn bị hạ độ cao để đáp xuống phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Bây giờ là khoảng 11 giờ đêm giờ Sài Gòn. Vì có nhiều chuyến bay đáp xuống cùng một lúc nên khu vực làm thủ tục nhập cảnh rất là đông hành khách. Thank you.
Mặc dù hôm nay rất là đông hành khách, nhưng các nhân viên làm việc rất là lẹ, thời gian chờ đợi chưa tới 10 phút. Khi làm xong thủ tục nhập cảnh thì các bạn đi xuống dưới lầu để lấy hành lý. Các bạn nên lấy một cái xe đẩy và chất các vali hành lý lên đẩy đi cho nó tiện. Nếu các bạn đi chơi, đi du lịch không có mang gì để cần khai báo thì đẩy thẳng qua bên tay phải đi ra ngoài. Đã gần 12 giờ đêm, nhưng ở bên ngoài sân bay thì cũng còn rất là nhiều người đang ngóng chờ đón thân nhân từ các chuyến bay ở nước ngoài về.